Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Dân nghĩ gì về cách chống dịch COVID-19 của chính phủ. Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là lời của bác sĩ Đinh Đức Long nói về cách chống dịch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã chia sẻ tại Việt Nam như thế. Và kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, dường như chính phủ bất lực trong việc kiểm soát, khống chế đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh suất cơm thực tế mà y bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh chụp lại. Sau này họ mới biết đó là khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn 120.000 đồng đã bị cắt xén đi rất nhiều. Suất cơm này nếu mua ở quán cơm bình dân thì chỉ vài chục ngàn đồng mà thôi. Người dân đã cảm thấy bất an với hàng loạt chỉ thị được chính phủ ban hành bị coi là trái hiến pháp và pháp luật khi ngăn cản người dân đi lại, cấm đoán và các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác của người dân, giãn cách, tiếp giãn cách với hàng loạt công văn được ban hành, nhưng người dân không được hỗ trợ gì đáng kể. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng chuẩn bị lũ lượt kéo đi khỏi Việt Nam. Công văn đầu tiên ban hành yêu cầu toàn dân thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Công văn mới nhất được ban hành vào ngày 15 tháng 8 yêu cầu dân thành phố tiếp tục sử dụng biện pháp giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Như vậy là công văn đã chồng công văn, người dân càng thêm khốn khổ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được cho là đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu báo cáo chính thức từ Bộ Y tế, trong 4 tháng qua đã có hơn 13.000 người tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm mới của cả nước hơn 500.000 người, tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Và đây chỉ là con số thống kê, thực tế sẽ còn hơn rất nhiều vì không phải ai cũng đi thử, đi test được. Một số chuyên gia y tế cho rằng chính quyền đã sai khi hướng đến dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Đinh Đức Long đã nói với Đài Tiếng Nói EFA như sau. Các nước chống dịch phải dựa vào các chuyên gia dịch tế học lâm sàng, tức là các nhà y học chuyên ngành về lâm sàng. Đằng này, Việt Nam cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh lại chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công. Mà nói về luật hành chính, quan hệ hành chính là quan hệ phục tùng, nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên. Như vậy, tư duy chống dịch của họ sai khi chống dịch bằng quan hệ hành chính. Tư duy đó là tư duy trấn áp, mệnh lệnh, không thể ra lệnh cho con virus không được phát triển. Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh, nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi thì nó sẽ về Việt Nam. Câu nói của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, khi còn đương chức, khiến cho dân mạng sửng sốt vì thói huynh hoang kiêu ngạo cộng sản của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Điều đó đủ cho ta thấy rằng Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam ấu trĩ đến mức nào. Tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận không thể khống chế được dịch là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Thêm vào đó, việc giãn cách của người dân không hoàn toàn nghiêm túc làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch. Sư cô Diệu Hạnh ở quận Bình Thạnh cũng chia sẻ với đài EFA cách chống dịch của chính quyền mà cô cho rằng sẽ không thành công nếu cứ tiếp tục như vậy. Cô nói, mấy ông lúng túng thấy quá rõ, thay đổi quy định liên tục, dân không biết đâu mà lần mà tin. Thay đổi cả trưởng ban chống dịch luôn, nói cho dân nghèo mỗi người 1,5 triệu có thấy đâu. Tự nhiên đem y bác sĩ từ ngoài Bắc vào, đem quân đội vào rầm rộ, làm dân sợ chứ không thấy an toàn, an tâm chút nào hết. Mấy ông có cả năm trời học mấy nước khác chống dịch mà không chịu học, không chịu chuẩn bị vaccine cho dân. Tiền dân đóng thuế đóng vào quỹ vaccine đâu hết cả rồi. Dân đói, dân bệnh, dân chết nhiều như vậy mà ông chịu trách nhiệm như thế nào? Người ta nói lãnh đạo dốt, dân khổ. Tôi thấy đúng quá. Đến lúc dân phản đối thì lại đi bắt người ta. Chống dịch bằng công an, bằng nghị quyết. Cách chống dịch đó không bao giờ thành công. Và chính phủ Việt Nam đã chủ quan và kiêu ngạo như thế nào? Khi dịch bệnh đang căng thẳng, dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công thay ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19.
quyết định được đưa ra khi ông Nam đang đi thị sát chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 8. Đây là hình ảnh vào hôm 9 tháng 9, chính quyền đã nhận sai và xin lỗi sau khi hàng trăm người dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại trụ sở chính quyền phường để chất vấn vấn đề cứu trợ trong đại dịch COVID-19. Trước đó vài ngày, một cuộc thay tướng giữa dòng trong lúc đợt dịch COVID thứ tư đang diễn biến nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra. Đó là Bộ Chính trị ban hành quyết định điều chuyển đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Chức vụ này từ trước đến nay chỉ là hình thức mà thôi. Người thay thế ông Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Anh Tùng, một người dân ở quận 6 nhận định rằng cách chống dịch ở Việt Nam hiện nay không lấy dân trọng mà lấy chế độ làm trọng. Họ không nghĩ đến dân mà chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ chiếc ghế và bảo vệ chế độ đừng sụp đổ, nên họ chống dịch bằng công an, bằng quân đội. Anh nói, Việt Nam sẽ không chống dịch thành công bởi thiếu cả hai yếu tố, đó là lãnh đạo giỏi và tài chính đủ mạnh. Thứ nhất là dàn lãnh đạo hiện tại ở Việt Nam không được dân bầu lên từ những cá nhân tài giỏi. Họ ngạo nghễ trên cái mà họ cho là chiến thắng đại dịch vào hồi năm ngoái, không có tầm nhìn xa, trông rộng. Các phương thức của Việt Nam đang làm hiện nay không dựa theo khoa học để đối phó với đại dịch, kiểm soát đại dịch, mà dựa trên phương thức nhà nước để quản lý người dân. Muốn kiểm soát người dân bằng cách nhốt dân trong nhà, theo chỉ thị ai ở đâu ở yên đó, thì chính phủ phải chu cấp tiền cho dân. Đây là điểm yếu thứ hai của Việt Nam. Và tiếp nữa, người dân cũng cho rằng bao nhiêu tiền đã đem đi xây tượng đài, cổng chào và chui vào túi các quan chức từ địa phương đến trung ương, thì lấy đâu ra tiền để giúp dân chống dịch nữa. Đây là hình ảnh số liệu chi ngân sách cho Bộ Công an là 96.000 tỷ đồng, trong đó chi cho Bộ Y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ đồng. Cho thấy ngành công an được chi gấp 10 lần so với ngành y tế. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Việt Nam gần như cao nhất thế giới. Cứ nhìn những quan chức tham nhũng chui vào lò của ông Trọng thì sẽ hiểu ra điều đó. Hết tỷ nọ đến tỷ kia, hết nghìn tỷ nọ đến nghìn tỷ kia, người dân không còn tiền để được chu cấp. Nếu dân được chính quyền lo cho cái bao tử trong mùa đại dịch, thì dân sẽ ở yên trong nhà. Họ đói thì họ phải lăn ra đường kiếm sống thôi, đâu ai muốn ra đường để đem mầm bệnh về nhà. Thêm vào đó, nếu tài chính đủ mạnh thì chính phủ mới có thể mua vaccine về trích cho dân chúng được. Cứ trích ngừa đầy đủ cho dân thì sẽ ngăn chặn được dịch bệnh lây lan, sẽ hạn chế được số người tử vong và bị thiêu không kịp như hiện nay. Vào thời điểm này và năm ngoái, khi cả thế giới đang điêu đứng vì COVID-19, số người nhiễm chết nhiều đến mức một số nước phải tính xem nên cứu ai, bỏ ai. Một vài tiểu bang ở Mỹ đã phải chôn tập thể của những người chết vô thừa nhận, thì Việt Nam lúc đó được coi là chống dịch thành công. Lúc bấy giờ, ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một phát biểu tại Quốc hội Việt Nam đã dùng câu nói của người dân Việt về nạn bỏ ra nước ngoài sau năm 1975 để ví von ngược lại rằng thực tại nước Mỹ những tháng qua thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi, nó sẽ về Việt Nam. Và giờ đây, câu nói đó của ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở nên rất khôi hài, người dân đem ra đàn tiếu khắp nơi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nguyên trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 cũng từng tuyên bố như sau. Dù có nhiều ca nhiễm thì con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà ở Việt Nam ta chắc chắn nó không làm gì được. Và bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Đã có hàng chục nghìn người dân phải chết. Anh Quang, một người dân ở Quy Nhơn đánh giá cách chống dịch của chính quyền hiện nay là chủ quan và kiêu ngạo. Anh giải thích tiếp như sau. Cách chống dịch thời gian vừa qua cho thấy chính quyền rất lúng túng, nó thể hiện ở chỗ ra một giải pháp để thực hiện, thấy không ổn, lại thay bằng giải pháp khác. Và khi những giải pháp liên tục được thay đổi như vậy, gây khó khăn muôn vàn cho người dân cũng như doanh nghiệp. Nó làm đảo lộn liên tục, làm dân không biết đâu mà lần. Nội chuyện cái giấy đi đường, lúc giấy này, lúc giấy khác, vân vân. Đây là hình ảnh Hà Nội áp dụng giấy phép đi đường gây tắc nghẽn giao thông và khiến người dân bức xúc. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, việc lúng túng của chính quyền nó xuất phát từ theo thói kiêu ngạo, gọi là thói kiêu ngạo cộng sản. Năm ngoái khi cả thế giới điêu đứng vì dịch thì số ca nhiễm ở Việt Nam rất ít, số người chết đếm trên đầu ngón tay. Từ đó Việt Nam tự phụ cho rằng chống dịch tốt. Chính quyền đã chủ quan khiến dân cũng chủ quan, đến khi dịch bùng phát trở lại thì trở tay không kịp.
vì chủ quan nên không chuẩn bị các điều kiện vật chất, y tế để đối phó với dịch bệnh. Cách chống dịch của các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bị coi là mắc quá nhiều sai lầm, thì mới đây hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Hà Nội lặp lại những sai lầm tương tự như chủ trương xét nghiệm toàn thành phố, cấp giấy đi đường, thành lập các chốt chặn vân vân khắp nơi. Giáo sư Đặng Hồng Võ thì nêu quan điểm của ông như sau: dịch bệnh hay nói cách khác là Covid là một hiện tượng động mà tính động của nó rất mạnh, nhưng hiện nay rất nhiều người Việt Nam tiếp nhận nó theo quan điểm tĩnh. Ví dụ, chủ trương xét nghiệm toàn bộ thành phố Hà Nội trong vài ngày để phân loại và tách riêng nhóm mắc bệnh và không mắc bệnh là tư duy tĩnh, không phải là tư duy động. Như vậy là đưa một giải pháp tĩnh để giải quyết một hiện tượng động thì sẽ không có hiệu quả. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ và nhìn sự việc dưới một góc nhìn toán học như thế. Tất nhiên là không ai quen với việc chống đại dịch, nhưng quan trọng là khi nghe thấy đã chọn phương pháp sai thì phải dám thừa nhận để thay đổi tư duy, thay đổi phương thức khác tốt hơn. Cùng nhau mò mẫm trong cách chống đại dịch, tức là phải có một thái độ thành tâm tiếp nhận vấn đề. Một người khôn nói 100 câu cũng có một câu dại, một người dại nói 100 câu cũng có một câu đúng, đó là cách tiếp cận. Giáo sư Đặng Hồng Võ cũng kết luận, lãnh đạo giỏi phải biết nhìn xa. Hôm nay có thể được gọi là chiến thắng thì phải biết chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo nếu có. Không thể hả hê, ngủ quên trên chiến thắng để đến khi bị tấn công thì trở tay không kịp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 với bản tin Dân nghĩ gì về cách phòng chống COVID-19 của chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.